Thưa quý vị, không chỉ ở các thành phố lớn hay các trung tâm kinh tế trong cả nước, những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã lan tỏa ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao mặt bằng kinh tế xã hội. Tại Quảng Bình, chương trình Thanh niên làm kinh tế giỏi giúp nhau lập thân, lập nghiệp được phát động sâu rộng trên toàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, góp phần mạnh mẽ vào phong trào khởi nghiệp xanh của Việt Nam. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, phong trào thanh niên khởi nghiệp từ nông nghiệp đang là một trong những nhóm diễn ra hết sức sôi nổi và bước đầu đạt được những hiệu quả đáng kỳ vọng. Khoảng 150 mô hình khởi nghiệp của thanh niên về lĩnh vực nông nghiệp và rất nhiều mô hình được đầu tư quy mô lớn đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn tại Quảng Bình. Cái lĩnh vực nông nghiệp là một cái lĩnh vực đầy tiềm năng và triển vọng trong cái việc ứng dụng cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và nó cũng là một cái thế mạnh của cái địa phương tỉnh Quảng Bình. Do đó thì chúng tôi thấy là đẩy mạnh cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp là một vấn đề cấp thiết và một cái vấn đề mà tạo cái đột phá trong cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình trong cái thời gian tới. Quảng Bình là địa phương có điều kiện tự nhiên rất đa dạng với 4 vùng sinh thái khác nhau, đó là vùng đồi núi, vùng trung du, vùng đồng bằng và vùng cát ven biển. Tương ứng với mỗi vùng có thể phát triển một số loại cây trồng vật nuôi khác nhau. Bởi thế, tiềm năng để khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp là rất lớn và đa dạng cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông Quảng Bình rất phát triển với đường bộ, đường sắt, đường hàng không và cảng biển. Điều này đã tạo thuận lợi cho việc lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm. Không những thế, tỉnh cũng đang tập trung phát triển mạnh du lịch, thu hút lượng khách lớn đến với Quảng Bình. Đây là cơ sở thuận lợi để cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển các mặt hàng có tính đặc trưng, đặc sản của địa phương, phục vụ cho du khách. Cùng với nhiều ngành nghề khác, thì phong trào khởi nghiệp trên cái lĩnh vực nông nghiệp ở Quảng Bình thời gian qua là phát triển mạnh. Có nhiều bạn trẻ đã đầu tư, thực hiện các cái mô hình, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, như là phát triển cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra những cái sản phẩm mà có năng suất, chất lượng cao, phục vụ khách hàng, rồi phát triển các cái sản phẩm ô cốp, nâng cấp các cái sản phẩm này đạt tất cả các tiêu chuẩn để phục vụ khách hàng trong nước và hướng đến xuất khẩu. Nói chung, cái phong trào khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp ở Quảng Bình thời gian qua đã phát triển tốt và hứa hẹn tạo ra cái động lực để thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thưa quý vị, thời gian qua có nhiều bạn trẻ đã đầu tư thực hiện các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra được những sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, nâng cấp các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách hàng trong nước và hướng đến xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đây là mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Nguyễn Quang Vinh ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 2017, anh rời cương vị công tác của một cán bộ nhà nước, quyết định về quê lập nghiệp. Lựa chọn cây dưa lưới để canh tác, anh Vinh nhận thấy đây là một loại cây trồng có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, bởi dưa lưới là loài cây ưa nắng. Điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu nhiều nắng nóng của Quảng Bình. Xác định là cái sản xuất công nghệ cao là một cái xu hướng tất yếu để tạo ra cái sản phẩm sạch và là nâng cao năng suất sản lượng, và đặc biệt là cái sản phẩm thì nó an toàn về thực phẩm. Thì do đó gia đình tôi thì đã chọn đầu tư cái hệ thống nhà lưới, sử dụng hệ thống tưới Israel và là hệ thống giả thể để trồng rau và dưa lưới. Thì đặc biệt thì đưa chọn cái sản phẩm dưa lưới này vào để làm thì là dưa lưới là cái loại cây trồng mà cho cái năng suất nó cao và
và là đặc biệt cái giá trị mà đem lại kinh tế cao hơn. Ứng dụng công nghệ cao vào khởi nghiệp nông nghiệp nhiều năm trở lại đây đang rất được cộng đồng khởi nghiệp quan tâm. Trong đó, nhà màng là một mô hình phổ biến được áp dụng để canh tác các loại cây trồng như rau sạch hay các loại cây hoa. Đây là một mô hình khép kín giúp giảm ảnh hưởng của thời tiết, che chắn khỏi côn trùng, sâu hại và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu khá cao. Bởi thế, khởi nghiệp không hề dễ dàng khi câu chuyện về vốn và kỹ thuật luôn là điều trăn trở của hầu hết những người khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch. Khi làm thì nó gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về đồng vốn. Thì đồng vốn về đầu tư công nghệ cao thì đòi hỏi vốn phải lớn. Thứ hai nữa là khi công nghệ cao thì nó đòi hỏi là kiến thức chuyên môn không những cây trồng mà về cả thị trường rồi là cả vận hành cả cái hệ thống thì nó đòi hỏi về phức tạp hơn. Do đó bước đầu thì cũng gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Hiểu được những khó khăn này, chính quyền địa phương cũng đã luôn đồng hành cùng người dân khởi nghiệp. Gia đình anh Vinh sau đó được sự hỗ trợ của các cấp ban ngành, đặc biệt là Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư của tỉnh Quảng Bình hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng hệ thống nhà màng, cử cán bộ hướng dẫn và cung cấp thêm thông tin về quy trình, kỹ thuật trồng dưa lưới. Đến nay, cây trồng trong nhà màng đều phát triển tốt. Đặc biệt, trước xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất, việc đầu tư công nghệ cao 4.0 ngày càng cần thiết và có tác động tích cực tới việc sản xuất của những hộ gia đình trồng dưa lưới như anh Vinh. Đầu tư cái công nghệ cao 4.0 trong đó là cả cái quy trình kỹ thuật và có cái quy trình kỹ thuật đều qua số hết, đều qua tự động hết. Ví dụ như sử dụng thiết bị thông minh để chạy trên các phần mềm, ví dụ như Android qua điện thoại thông minh chẳng hạn. Rồi hết qua đó kiểm soát được cái chế độ dinh dưỡng, độ ẩm, rồi là cả cái sản phẩm, là thông tin sản phẩm của mình đi tới các đưa cái sản phẩm của mình lên sàn giao dịch để cho mọi người đều được thông qua mạng internet, thông qua kỹ thuật số là biết được cái sản phẩm của mình. Có thể thấy bên cạnh nguồn vốn để đầu tư công nghệ cao, kỹ thuật trong canh tác cây trồng hay kỹ thuật sử dụng những công nghệ cao này cũng là vấn đề mà người khởi nghiệp luôn mong muốn được hỗ trợ. Ngoài ra, việc ứng dụng phương thức tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel còn giúp chất dinh dưỡng từ phân bón và lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc, đáp ứng tốt từng giai đoạn sinh trưởng của cây và không bị lãng phí nguồn nước tưới. Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiện nay mô hình của gia đình anh Vinh đang có 3 nhà màng với diện tích khoảng 3.000 m², một năm thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho khoảng từ 4 đến 5 lao động thường xuyên. Bản thân thì đã được sự hỗ trợ một phần của cơ quan nhà nước, tuy nhiên là hỗ trợ thì còn nhỏ thôi, còn chi phí đầu tư của gia đình thì mới lớn. Và đặc biệt thời gian tới thì cũng mong rằng là các cấp chính quyền và các ban ngành hỗ trợ thêm xây dựng gia đình là kỹ thuật số, hỗ trợ kỹ thuật số trong sản xuất. Bởi vì cái chi phí đầu tư các cái hệ thống sử dụng bằng công nghệ số đó thì nó rất tốn kém, rất nhiều tiền. Trên lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi thì hiện nay từ cái nguồn kinh phí chính sách nông nghiệp hàng năm chúng tôi hỗ trợ xây dựng các cái mô hình, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng các cây trồng vật nuôi mới, rồi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để hỗ trợ các bạn trẻ tiến hành khởi nghiệp đạt kết quả tốt. Với trách nhiệm của cán bộ trong ngành nông nghiệp thì chúng tôi cam kết rằng sẽ luôn nỗ lực đồng hành hỗ trợ các bạn khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp. Trước những cam kết đó, ngày càng có nhiều người dân mong muốn khởi nghiệp với nông nghiệp sạch ở Quảng Bình. Mô hình sản xuất tinh dầu của chị Oanh ở Bố Trạch là một ví dụ điển hình trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước đây, gia đình chị Oanh phát triển kinh tế bằng việc trồng cây cao su lấy mủ. Năm 2017, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, vườn cao su đã bị thiệt hại nặng nề. Đứng trước tình hình đó, chị Oanh đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ cây cao su sang các cây tinh dầu như cây sả và cây tràm để làm nông nghiệp hữu cơ, sản xuất tinh dầu. Cái
cao su nó bị gãy đổ vì cái cơn bão số 10 của năm 2017 á, là xóa bỏ hoàn toàn và cái giá cả thì hẳn không được tốt lắm, nên là tôi quyết định phá bỏ toàn bộ cái cây cao su ở trên đất của gia đình để chuyển đổi sang cái tinh dầu này. Bước đầu thì cho thấy là cái cây tinh dầu về cái cây sả là nó phát triển tốt và đem lại cái nguồn lợi cho gia đình. Thời điểm đầu khi mới bắt tay vào trồng cây tinh dầu, chị Oanh cũng gặp phải những khó khăn như các hộ gia đình khác khởi nghiệp từ nông nghiệp. Đó là vốn và kỹ thuật. Khi đó chị phải tự mày mò học hỏi, tìm hiểu kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất tinh dầu. Thời điểm ổn định hơn, chị thành lập hợp tác xã để mở rộng quy mô và giải quyết câu chuyện về nguồn vốn bằng cách huy động từ các thành viên của hợp tác xã. Mọi người góp sức, góp vốn, góp đất để cùng phát triển. Đối với cái chuyển đổi thì trước đấy là mình làm bằng cái hệ thống là chân cất bằng thủ công, và cây bừa thì mình cũng làm bằng thủ công hết toàn bộ, nhưng sau khi một thời gian thì mình tìm tòi và được chuyển giao khoa học công nghệ của bên các sở khoa học công nghệ thì mình đã đem vào là toàn bộ là cơ giới hóa và đóng cái hệ thống của mình là chân cất bằng hệ thống inox để không hại đến sức khỏe con người, và toàn bộ cái hệ thống máy móc của mình là hoàn toàn hiện đại. Vùng nguyên liệu này đang được trồng đan xen giữa cây sả và cây dầu tràm để tận dụng quỹ đất mà vẫn không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Theo đúng các quy trình kỹ thuật, nguyên liệu được thu hoạch rồi đưa vào nấu ngay để đảm bảo độ tươi mới và chất lượng đầu ra của tinh dầu. Nhờ việc linh động trồng đan xen giữa các cây nguyên liệu mà hợp tác xã Như Anh đã mở rộng được quy mô sản xuất cũng như tăng năng suất cây trồng, phát triển mạnh mẽ theo xu hướng của thị trường. Thực tế cho thấy khi máy móc công nghệ được đầu tư hiệu quả đã giúp tăng năng suất của sản phẩm. Đến nay, các sản phẩm tinh dầu của hợp tác xã Như Anh đã đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh và được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Cái sản phẩm của mình làm ra bằng cái dây chuyền hiện đại như vậy thì đem ra những cái sản phẩm là đáp ứng được cái nhu cầu của hợp tác xã để sản xuất, và vì cái số lượng mà khi cái nguồn nguyên liệu đem về thì rất là nhiều, nên làm bằng cái sức lao động con người thì không thể là làm được, cho nên hợp tác xã chúng tôi là mạnh dạn đầu tư những cái thiết bị máy móc để đem vào sản xuất hiện đại hơn và đem lại cái khả năng cao hơn để đáp ứng được cái nhu cầu của cái nguồn nguyên liệu đem về. Hiện vùng nguyên liệu của hợp tác xã tinh dầu Như Anh đã lên đến quy mô 35 hectare sả và đang trồng thử nghiệm 5 hectare tinh dầu tràm. Đây là một kết quả đáng ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của những người nông dân trong hợp tác xã. Hợp tác xã có 30 lao động thời vụ và 12 lao động chính thức, trong đó có 4 lao động tại xưởng. Lao động thời vụ có thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng trên tháng. Lao động đứng xưởng thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng trên tháng. Doanh thu hàng năm của công ty có lợi nhuận từ 1,8 đến 2,2 tỷ đồng trên năm. Đặc biệt, tinh dầu Như Anh đã tiếp cận được hai thị trường lớn là Trung Quốc và Đức. Hiện hợp tác xã đang gửi mẫu đi Nhật Bản để xem xét xuất khẩu vào thị trường này. Có thể thấy, tiềm năng cho ngành tinh dầu hữu cơ phát triển đang có rất nhiều hy vọng và làm mảnh đất màu mỡ cho những người nông dân khởi nghiệp ở Quảng Bình. Hiện tại là cái vùng nguyên liệu của mình là đã đạt đến 35 hectare sả và mình đang trong thí nghiệm là 5 hectare tràm. Là bước đầu sả thì mình lấy ngắn nuôi dài nên là mình đã làm được những cái sản phẩm là tốt hơn. Và còn bến tràm thì mình thử nghiệm thì sau cái bước đầu mình thử nghiệm thì thấy nó lên là rất là tốt, mà bà con trong xã viên là rất là phấn khởi để chuẩn bị để mà có cái bước tiến mới là chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng từ cái cây sắn, khoai, ví dụ như là đất kém hiệu quả để đem sang trong cái cây tràm và cây sả cho hợp tác xã mình phát triển hơn. Khởi nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh là giải pháp giúp phụ nữ có việc làm, khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Bằng sự nỗ lực sáng tạo cùng với sự hỗ trợ của các chương trình, đề án, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Bố Trạch đã khởi nghiệp thành công, mang lại thu nhập cao và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ. Để khởi nghiệp thành công cần phải có nền tảng, song cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của địa phương cũng như của cộng đồng khởi nghiệp, trong đó có câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.
Ở thời gian này thì đã xây dựng được các rất nhiều các cái hội thảo, cái diễn đàn về khởi nghiệp, rồi mời các cái chuyên gia về khoa công nghệ, các chuyên gia về quản trị, và để trao đổi và tiếp cận trực tiếp với các bạn thành viên và trực tiếp với các cái hộ nông dân, và từ đó để giúp hộ có thể là tiếp cận được tối đa về kiến thức về khởi nghiệp, để từ nâng cao cái kiến thức của bản thân để có thể là vận hành cái quá trình khởi nghiệp được tốt hơn. Không chỉ là ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Việt Nam, chủ tịch câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, anh Nguyễn Văn Nhị còn được biết đến là một startup nổi tiếng thành công với mô hình gà đồi sinh học. Trong những tháng, năm tháng buôn ba về khởi nghiệp, đi rất nhiều nơi và cũng thấy khá nhiều cái mô hình chăn nuôi gà. Nhưng mà có rất nhiều, khá nhiều cái mô hình nuôi gà là còn tồn tại là những cái vướng mắc khó khăn về trong quản lý, vấn đề về quản lý về dịch bệnh, và đặc biệt là cái nguồn thực phẩm tạo ra ở thị trường nó không được đảm bảo về cái nguồn thực phẩm sạch. Một số anh em cũng đã nghiên cứu và theo đuổi cái hướng là sẽ chăn nuôi gà theo hướng là hữu cơ, chăn nuôi sinh học. Đây là một trong những mô hình gà đồi sinh học của anh Nhị ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch. Điều làm nên sự khác biệt và thành công của mô hình chăn nuôi gà được anh Nguyễn Văn Nhị áp dụng là nguồn thức ăn sinh học có thực đơn riêng cho từng độ tuổi gà. Năm 2020, anh đã thành công trong việc sản xuất thức ăn hữu cơ sinh học NN01. Thức ăn sinh học hữu cơ NN01 gồm thành phần nguyên liệu ngô, lúa mạch, đậu tương, v.v. kết hợp công nghệ vi sinh vật đảm bảo độ đạm và giúp gà hấp thu dinh dưỡng. Đây là kết quả suốt nhiều năm anh không ngừng nghỉ mày mò nghiên cứu, thử nghiệm vận dụng công nghệ vi sinh hiện đại. Trong cái thành phần thức ăn này thì nó chứa các cái nguyên liệu, các cái dinh dưỡng để đáp ứng cái nhu cầu sinh trưởng và phát triển của gà. Bên cạnh đó thì nó chứa rất nhiều các cái vi sinh vật có lợi, các cái kháng thể tự nhiên. Từ đó thì khi mà con gà ăn vào cái thức ăn này thì nó sẽ vừa đảm nhiệm cái vai trò là phát triển, vừa là đảm nhiệm cái vai trò phòng bệnh. Và bởi vậy là cái quá trình chăn nuôi gà đồi sinh học thì nó sẽ không sử dụng cái vaccine và kháng sinh trong suốt cái quá trình chăn nuôi. Nhờ quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt đó, bước đầu anh đã thành công và tự tin tiến hành mở rộng các mô hình liên kết cũng như tiêu thụ gà đồi sinh học với hai giống gà hiếm trên thị trường là di rừng và di bản địa cho chất lượng ngon. Điều mà đặc biệt chúng ta cần lưu ý đó là đối với gà đồi này thì đầu tiên nó cần phải có cái quỹ đất. Quỹ đất đây là phải là quỹ đất đồi và rộng lớn. Tại vì sao là có quỹ đất để đảm bảo cái nguồn gà có thể là tìm kiếm được các cái nguồn thức ăn tự nhiên ở trên cái môi trường đất đó, để chi phí thức ăn có thể giảm dựa theo các dinh dưỡng và các cái nguồn thức ăn ở tự nhiên ở trên môi trường đất đó. Hiện mô hình nuôi gà đồi sinh học của anh Nhị có gần 5 vạn con, trong đó trang trại chính nuôi hơn 4.000 con. Các trang trại liên kết được anh đầu tư 50% chi phí sản xuất, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra. Hiện tại thì sau quá trình tôi đã ổn định được cái nền tảng và xây dựng được cái quy trình chuẩn, thì tôi đã nhân rộng cái mô hình đó cho các cái trang trại, các cái hộ nông dân ở trên địa bàn nhiều tỉnh, ở đây cụ thể thì có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đây thì tổng số cái trang trại và cùng tham gia trong cái hệ thống gà đồi sinh học thì hiện tại có tổng là gần 40 cái trang trại. Sau những bước đi đầu tiên, anh Nhị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Nhị Nguyễn, tạo ra chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh từ khâu nuôi, chăm sóc, sản xuất, làm sạch đóng gói, hút chân không đến cung ứng ra thị trường. Bằng hệ thống quy mô bài bản này, mỗi tháng mô hình gà đồi sinh học của Nhị Nguyễn cung ứng ra thị trường sản lượng là 4 đến 5 tấn thịt cho các tỉnh từ Hà Nội đến Đà Nẵng, thu về từ 8 đến 10 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận từ việc ứng dụng công nghệ sinh học
vào khởi nghiệp nông nghiệp sạch. Những nỗ lực không ngừng của Nhị Nguyễn, vừa trong vai trò của một start-up, vừa là chủ tịch câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, đã giúp gắn kết cộng đồng khởi nghiệp và tạo được niềm tin cho những người khởi nghiệp hiểu được rằng họ đã không còn cô đơn trên con đường mà mình đã chọn. Thực sự là những cái sự hỗ trợ ở các cái cơ quan đoàn thể, các cái tổ chức thì thực sự là rất là quan trọng, và đó là chính là những cái nguồn vốn hoặc là những cái nguồn động viên giúp cho các bạn có thể là vững cái tinh thần trên để bước vào cái con đường khởi nghiệp và con đường đây là chông gai và thử thách. Với mục tiêu cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vợ chồng anh Quả, chị Thủy từ khi bắt tay vào xây dựng trang trại trồng rau sạch ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xác định canh tác theo quy phạm thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam là VietGAP. Cái vấn đề an toàn thực phẩm trong những năm gần đây nó đang rất là phức tạp. Và mình thì muốn tạo ra một cái sản phẩm để cung cấp cho khách hàng ăn uống an toàn, và mong muốn là phát triển cái mô hình nông nghiệp bền vững, thân thiện môi trường. Và đặc biệt là đối với vùng Quảng Bình này thì cái việc sản xuất nông nghiệp rất là khó khăn bởi cái điều kiện là khí hậu là gió Lào với mưa bão. Chính vì vậy mà để xây dựng được cái hệ thống nông nghiệp bền vững này thì cần đòi hỏi rất nhiều cái công sức cũng như là cái đầu tư ban đầu. Thực tế, câu chuyện khởi nghiệp của vợ chồng anh Quả không hề dễ dàng khi anh chị quyết định bán đi ngôi nhà nhỏ ở Bình Định, về quê chị ở Quảng Bình, mua lại mảnh vườn này để trồng rau. Một người là thạc sĩ, một người là cán bộ kỹ thuật, có thời gian công tác gần 10 năm ở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thế nhưng với tâm huyết tự tay làm ra sản phẩm rau sạch, đã thôi thúc hai vợ chồng anh Quả, chị Thủy vượt qua những khó khăn vất vả để xây dựng nông trại An Nông. Khi đó tiền bán nhà được 600 triệu, chỉ đủ mua đất, anh chị phải vay mượn khắp nơi để đầu tư cho vườn. Rõ ràng, vấn đề về vốn luôn là một khó khăn lớn cản trở con đường khởi nghiệp của rất nhiều người. Khi mà mới về đây, nó là một cái rừng cao su, bị bỏ hoang 3 năm thì mình cảm thấy rất là hoang mang. Và có những lúc mưa, những năm đầu về đúng lúc Quảng Bình bắp gặp đến 2 cơn bão liên tục. Thì lúc đó mình cảm thấy như kiểu nhục chí lắm. Mình phải vay mượn thêm vì cái việc đầu tư vào vườn để mà làm theo kiểu sinh thái như thế này thì nó chi phí đầu vào những năm đầu rất là lớn. Nhưng mà hai vợ chồng cũng đã vượt qua những lúc đó và xây dựng được cái mô hình như thế này. Không chỉ khó khăn về vốn, tại mảnh đất Quảng Bình với điều kiện khí hậu khắc nghiệt quanh năm, vợ chồng anh Quả phải tự mình bắt tay vào cải tạo đất, xử lý cỏ dại, tìm giống cây trồng phù hợp. Anh quyết định xây dựng mô hình theo hướng sinh thái. Xung quanh là vành đai chắn gió, sau đó là hệ thống vành đai thứ cấp. Để không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, anh đã áp dụng việc trồng đa dạng sinh học tại vườn với hơn 100 loài. Việc trồng đa dạng sẽ tạo ra tiểu khí hậu, giúp giảm nhiệt độ và giảm gió Lào. Vốn là kỹ sư nông nghiệp nên điều này đã giúp anh chỉ không quá bị bỡ ngỡ trong khâu xử lý kỹ thuật. Thế nhưng đây vẫn là một trong những khó khăn lớn của không ít những người khởi nghiệp trong nông nghiệp hiện nay. Cái nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững thì càng về sau thì cái mức chi phí nó càng giảm và cái năng suất nó càng tăng. Thì chúng ta phải xác định là đi theo cái mô hình này á, là phải đi theo cái dạng như là chạy marathon đường dài á. Chúng ta không thể bảo là đầu tư mà có ngay được, mà chúng ta phải xác định nó dài hơn. Ít nhất nó phải 5 năm hoặc 10 năm chẳng hạn đấy, thì chúng ta mới xác định được là cái mô hình nó sẽ mang lại hiệu quả. Còn nếu mà ngay từ đầu về mà bảo là chúng ta mang lại hiệu quả ngay thì rất là khó. Đấy là cái khó khăn lớn nhất đối với cái mô hình nông nghiệp theo hướng sinh thái và bền vững. Làm rau sạch vốn có nhiều rủi ro, từ thời tiết đến sâu bệnh. Bù lại là những sản phẩm an toàn, đặc biệt đối với trẻ em, đối tượng mà An Nông hướng tới. Đến nay, trang trại rau sạch An Nông với hơn 3 hectare đất trồng đã xây dựng được 2 nhà màng có diện tích hơn 500m² và nhiều loại rau củ quả phong phú, đa dạng chủng loại, đảm bảo đúng quy trình và đạt tiêu chuẩn VietGAP. Kết quả này cũng đến từ sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan ban ngành địa phương về vốn và kỹ thuật trong thời gian qua. Đó là một cái may mắn mà khi cả cơ quan ban ngành ở tỉnh thì rất là tạo điều kiện.
Khi mà biết đến thì ví dụ như hồi mới về thì có hai cái nhà màng nhỏ là bên Sở Nông nghiệp giao về cho Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ, được anh ông có cái mô hình nhà màng, rồi là vay vốn ví dụ như bên Hồ Phụ Nữ, rồi hỗ trợ vay vốn, rồi là làm cả cái truyền thống quảng bá Sở Công Thương, nói chung là tất cả các ban ngành ở huyện hay lên tỉnh thì đều rất là ủng hộ vì cái mô hình của anh ông và hỗ trợ rất là nhiều. Để khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, không chỉ cần vốn hay kỹ thuật mà còn cần cả cái tâm và sự kiên trì nhẫn nại, sẵn sàng đón nhận, áp dụng những công nghệ mới cả trong sản xuất lẫn xây dựng thị trường tiêu thụ. Điều đó đã giúp An Nông cải thiện chất lượng và thành công hơn với dòng sản phẩm rau sạch. Khởi nghiệp là một chuyện, còn cái lúc mà mình phát triển thị trường ấy, thì nó cũng rất cần cái sự áp dụng một cách linh hoạt giữa cái truyền thống và cái hiện đại. Ví dụ như vườn An Nông đang theo kiểu sinh thái nhưng mà vẫn áp dụng cái công nghệ tưới thông minh vào. Rồi khi mà sản phẩm ra mình nên áp dụng cả cái bữa nay có hệ thống sàn giao dịch điện tử, rồi làm mã QR code để mình có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm này. Rồi mình có thể đó là cùng cái kênh để mình quảng bá cả cái thông tin về farm hay là về sản phẩm của mình ngay trên cái mã QR code luôn. Áp dụng công nghệ vào thì nó sẽ có hiệu quả rất là lớn, nhạy bén và các bạn chủ động được thị trường và không phải lo lắng cái vấn đề đâu ra nữa. Việc thúc đẩy khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Bình đã và đang ngày càng đạt được hiệu quả. Đến nay, nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp như hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người nông dân đã được quan tâm nhiều hơn. Đây chính là tiền đề để cộng đồng khởi nghiệp trong nông nghiệp được tiếp cận khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống mới, cây trồng, vật nuôi vào sản xuất, hỗ trợ phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng là hoạt động ưu tiên hiện nay của Quảng Bình. Đặc biệt, trong xu hướng chuyển đổi số, càng cần có sự đồng hành tích cực của chính quyền địa phương cùng người dân tham gia sản xuất. Đây xác định là một trong những cái động lực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cái việc phát triển sản xuất. Cụ thể là chúng tôi đưa ra những cái phần mềm để cảnh báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, từ đó hướng dẫn bà con có sự chủ động hơn trong cái việc bảo vệ mùa màng, rồi hỗ trợ để đưa các cái sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, rồi các cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ Việt Gáp lên các cái sàn giao dịch điện tử để xúc tiến cái vấn đề tiêu thụ. Đấy. Rồi hỗ trợ ứng dụng các cái công nghệ thông minh, giống như công nghệ tưới tự động, đi tự động điều khiển nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Đấy. Đây là những cái công nghệ mà nó tạo ra những cái chuyển biến rất là mạnh về năng suất, đặc biệt là cái chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Thực tế cho thấy, với những câu chuyện cụ thể ở Quảng Bình đã chỉ ra tiềm năng cũng như thách thức của việc khởi nghiệp trong nông nghiệp sạch. Bên cạnh những nỗ lực và hiệu quả ban đầu thì yếu tố địa lý vùng cũng như những khó khăn từ điều kiện khí hậu cùng lợi thế cạnh tranh chưa cao khiến kết quả của những hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn chưa thực sự được như kỳ vọng. Bởi vậy, bên cạnh câu chuyện về nguồn vốn, kỹ thuật, Quảng Bình cần chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng và phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh trên địa bàn, nhằm tạo một sân chơi giúp các thành viên tham quan, học hỏi các mô hình lẫn nhau, cùng nhau làm giàu, phát triển kinh tế. Ngoài ra, việc đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp cũng rất cần thiết, hứa hẹn xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp nông nghiệp sạch lành mạnh và phát triển ở khu vực Duyên Hải miền Trung. Thưa quý vị, khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch ở Quảng Bình chắc chắn là một hướng đi tích cực và hiệu quả trong thời gian tới. Bởi đây không chỉ là ngành mang lại sự phát triển về mặt kinh tế, mà còn mang lại những sự tác động tích cực về mặt xã hội, cộng đồng